Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn học sinh thân mến, xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Hải Băng, học sinh lớp 3A4 trường tiểu học thị trấn Phồn Xương, huyện Thế, tỉnh Bắc Giang. Hôm nay em làm một video ngắn xin giới thiệu về cuốn sách mang tên đệ tử quy, hay còn có tên gọi khác là Đạo làm con, trong cuộc thi cuốn sách tôi yêu do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Cuốn sách Đệ tử quy do thầy Lý Dục Tú biên soạn, bao gồm 7 chương. Chương 1: Con Hiếu Thảo. Chương 2: Anh Em Thuận. Chương 3: Sống Cẩn Thận. Chương 4: Sống Uy Tín. Chương 5: Thương Mọi Người. Chương 6: Kết Bạn Tốt. Chương 7: Học Tập Thêm. Viết theo thể thơ và chia thành 3 tập khác nhau. Đây là cuốn sách em đã được học sau khi về chùa tham dự khóa tu mùa hè vào năm học trước, và biết rằng đây là cuốn sách vô cùng ý nghĩa, cần được chia sẻ tới mọi người cùng đọc và hiểu. Cuốn Đệ tử quy này là cuốn sách Đệ tử quy là một cuốn sách vô cùng ý nghĩa, chứa đựng vô vàn kiến thức ở bên trong. Nội dung đã được tóm tắt ở 4 câu đầu. Đạo làm con, thánh nhân dạy, trước hiếu thuận, sau cần tín, thương mọi người, kết bạn tốt, lại nỗ lực, học tập thêm. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ sai, không điếm trễ, cha mẹ dạy, nghe theo làm, cha mẹ trách, vui nhận lỗi. Đông ủ ấm, hạ quạt mát, sáng thăm hỏi, tối báo an, đi phải thương và phải trình, sống làm việc theo nguyên tắc. Việc dù nhỏ, chớ tự làm, tự tiện làm, lỗi đạo con. Vật dù nhỏ, không tự lấy, nếu tự lấy, cha mẹ buồn, cha mẹ chê, mong, trừ bỏ, thân đau bệnh, cha mẹ lo, đạo đức kém, cha mẹ thẹn. Nội dung chính của cuốn sách là về chữ hiếu, một người con đối với cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày. Giúp mẹ việc nhà. Mẹ làm việc vất vả nên em giúp đỡ mẹ việc nhà. Mẹ rất vất vả, hết việc cơ quan đến việc nhà. Mẹ khát nước, con bưng ly nước cho mẹ. Mẹ mệt, con đấm lưng cho mẹ. Mẹ vì gia đình làm việc vất vả, con phải cống hiến, con phải cố gắng báo hiếu cho mẹ. Để làm tăng thêm sự sinh động hơn, mỗi cuốn sách Đệ tử quy đều có những hình ảnh minh họa theo những hình ảnh minh họa chú thích giải nghĩa từng câu dưới từng bước tương ứng. Ngoài ra, cuốn sách còn đề cập tới các nội dung khác như sự đối đãi giữa anh em trong nhà, yêu thương, chăm sóc em là trách nhiệm của anh chị. Trách nhiệm của người làm anh chị rất lớn. Anh chị có bổn phận yêu thương, chăm sóc em mình. Anh chị có quần áo đẹp, đồ ăn ngon đều nhường cho em. Anh chị sống hòa thuận với nhau, như thế cha mẹ mới vui lòng. Sự tương thân tương ái giữa người với người trong cộng đồng, xã hội. Giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác nên nhiệt tình, không cần báo ơn, không cần lấy danh. Khi được cảm ơn, em mỉm cười nói, không có chi ạ.
triệu quan trọng của Trịnh Tín bàn luận về đức tính cẩn thận kỹ càng của mình. Biết giữ uy tín. Chữ tín là cái gốc của đối nhân xử thế. Chữ tín nên được xem trọng hơn cả tính mạng. Giữ chữ tín trong lời nói lẫn việc làm. Mất uy tín rồi, mọi việc đều khó thành công. Lưu danh tiếng xấu về sau, mọi người không tin tưởng em nữa. Cuốn sách còn dạy em những điều hay lẽ phải trong cuộc sống hàng ngày. Trung thực. Nói lời trung thực là người trung thực. Không ai muốn bị người khác lừa dối. Vì vậy không nên lừa dối người khác. Nói chuyện phải nói lời chân thật. Làm người phải làm người trung thực. Thời gian quá hạn nên em không thể giới thiệu được cuốn sách Đệ Tử Quy này nhiều hơn nữa. Trong mỗi cuốn sách đều có những bài học vô cùng ý nghĩa. Nếu bạn nào mà có cuốn sách này thì sẽ đọc cuốn sách này. Hiện nay có rất nhiều trường học đã đưa cuốn sách này vào thư viện để học sinh tìm đọc. Nhiều người đã thuộc lòng cả nội dung cuốn sách để làm kim chỉ nam rèn luyện lối sống tác phong hàng ngày. Với bản thân em, khi được đọc cuốn sách này, em đã nhận ra nhiều bài học quý giá, nhất là bài đạo làm con. Sự hiếu thuận của con cái đối với cha mẹ, sự tương. Em đã biết những việc để tỏ lòng hiếu thuận với cha mẹ. Một điều mà trước nay em nghĩ rằng nó là cái gì đó to lớn nhất trong đời em, phải lớn lên em mới làm được. Em đã biết nghe lời bố mẹ hơn, chăm chỉ phụ giúp bố mẹ công việc nhà như quét nhà, rửa bát đũa, dạy em học bài. Em có một cô em gái rất xinh xắn vẫn chưa biết đọc sách nên em sẽ dạy em đọc sách phụ bố mẹ. Em mong rằng những chia sẻ của em với cuốn sách Đệ Tử Quy này sẽ lan tỏa một phần nào đó bổ ích mà những thông tin quý giá mà cuốn sách đem lại. Ước rằng trong năm học tới, thư viện trường em sẽ có những cuốn sách Đệ Tử Quy này để em và các bạn có thể đến đó mượn và đọc và giờ ra chơi để lan tỏa những kiến thức bổ ích đến tất cả mọi người.